Cô làm cái gì vậy? À, lại đi uống rượu nữa hả? Buồn bực, chán đời. Bây giờ nếu không uống rượu thì làm gì vậy anh? Cô về đi, cô xỉn lắm rồi đó. Không nên đi khuya. Gì? Anh quan tâm tôi hả? Hay là anh muốn đuổi khéo tôi? Tôi không về. Tôi tới đây là để tìm anh. Tôi muốn một lần nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc giữa tôi và anh về mối quan hệ của chúng ta. Thẳng thắn và nghiêm túc bằng men rượu hả? Cô về đi, chừng nào tỉnh táo thì gặp tôi. Thái độ của anh vậy là sao? Hả? Có phải là anh chán tôi rồi không? Anh nói đi, anh nói thẳng ra một tiếng cho rõ trắng đen đi. Đừng có úp mở với tôi nữa, hiểu không? Cô nhìn lại cô đi ha. Nhìn xem bộ dạng của cô bây giờ có thể tạo cảm hứng cho người khác được hay không. Phải. Bộ dạng của tôi thì làm sao mà giống với bộ dạng quê mùa của nhỏ kia? Anh đổi gu rồi hả? Bây giờ anh thích gái quê, gái tơ. Anh chán tôi rồi chứ gì? Tôi còn nghe người ta đồn anh đưa nó lên sân khấu phòng trà để cho nó đứng trên đó nó hát nữa đúng không? Hả? Anh nói đi, có phải nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vô cây kẹp của nó, bây giờ để anh mê nó như điếu đổ đúng không? Cô nói đủ chưa? Tôi cho cô biết nha, chuyện giữa tôi với cô không có liên quan gì đến Út Mây hết. Cô hãy nhìn lại bản thân mình đi, trước khi xúc phạm người khác. Nếu công bằng mà nói thì Út Mây còn tốt hơn cô gấp nhiều lần. Anh đứng lại đó, anh không bỏ tôi được đâu. Mình nói chuyện với nhau rõ ràng đó Quang Tuấn. Quang Tuấn, buông ra. Quang Tuấn, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh mà. Mở cửa. Quang Tuấn, anh không thể bỏ tôi được. Quang Tuấn. Bà nội cha nhậu mộng có cái gì để ăn á? Mới về. Cái con khốn nạn, mày dám giác mặt mày dậy đây nữa hả mày? Hả? Cha, con biết lỗi của con rồi. Bữa nay con về, con xin nghe lời cha. Cha muốn sao con cũng nghe hết. Mày im đi. Mày làm cho cái nhà này điêu đứng như vậy rồi. Mày còn dám giác cái mặt của mày về đây. Con mẹ từ, con mẹ nổi trận lôi đình. Bây giờ mày có muốn người ta đem vòng vàng qua đây để cưới cho con của người ta không dễ dàng đâu biết chưa? Mày hả? Mẹ mày! Mày vô đây tôi lấy kéo tôi cắt cái đầu của mày luôn! Cha! Vô đây! Cha. Vô đây! Ra. Mẹ mày! Mày dám cản hả? Mẹ mày! Cản! Cản! Bà nội cha mày, cái lưng mày giống như tấm thớt cứng cái mẹ à! Cha! Tôi từ con là con của cha! Chứ không phải cha muốn làm gì cũng được đâu nha! Cái gì? Cái thằng chó, mày dám dở giọng mất dạy với tao hả? Tao đập cho mày chết ba mày luôn. Tao đập cho mày chết cha mày luôn. Cha! Cha ơi! Tôi lại cha mà cha ơi! Ông mày, đứng lên đi! Tôi sẽ nghe theo lời của cha mà cha! Cha muốn gả con cho ai cũng được hết mà! Ông mày! Em đứng lên đi! Em nói cái gì vậy? Em nói gì vậy? Mày mới vừa nói tức thì là tao muốn gả mày cho ai cũng được hết trơn phải không? Tao nói cho mày biết, nói thì phải giữ lời đó. Từ rày sắp tới, đứa nào còn dám chống đối tao nữa thì tao sẽ cho hai anh em của mày đi theo con gái mẹ của mày luôn. Nhớ rồi. Mày nhớ nha, cái con trôi sông lạc trận. Nhớ rồi.
có sao không? Anh ơi, anh Hải có sao không? Anh Hải không sao. Ông bá, ông làm gì vậy? Ờ, dạ. Sáng sớm qua đây làm chi vậy? Tính qua đây gặp chị để nói cho cái vụ Quý với con Út May nó... Ý là gì? Là đám cưới với nhau đó. Cưới hả? Mắc cười quá. Ông muốn rượu rí rồi cái ông lú lẫn. Ông nghĩ sao vậy? Ông giác cái mặt móc ông qua đây đặt vấn đề cưới hỏi với tôi. Nè, sẵn tôi nói luôn nghe. Ông lo mà dọn chỗ khác đi. Ít bữa nữa tôi cho người qua dỡ nhà lấy đất đó. Thôi mà chị ơi. Tôi biết là chị giận nên chị nói vậy thôi. Còn Út nó hư, tôi đập cho nó một trận rồi. Tôi cam đoan với chị, lần này có đám cưới đi nữa nó cũng không dám bẻ chị ở đâu. Thì kệ nó. Giờ á tôi không quan tâm nữa. Tôi cho ông biết ha, thằng Quý con tôi mà hê một cái đó hả, là con gái nó xếp thành hàng ở đây nè. Mắc mớ gì tôi phải đeo theo con gái của ông. Nhưng mà chị ơi, chị có... Thôi, ông đi về giùm cái đi. Sáng ra công chuyện tôi lu bu lắm. Đừng có ở đây mà kèo nèo nữa. Được có mà, nhưng mà giờ chị cũng phải nghĩ chỗ chòm sớm với nhau. Giận gì mà dai dữ vậy? Ai chòm sớm với mấy người? Tôi nói thiệt nghe, tôi làm chòm sớm với mấy người á, để tôi làm với lại mấy con gà, con vịt còn sướng hơn á. Đi về đi, không cứ hỏi gì hết á. Chị Tự. Trời, mình làm gì mà nhìn tao dữ vậy hả? Sáng sớm uống thuốc vậy con? Tôi muốn cưới ông mày. Má không cho tôi lấy ông mày á, là tôi... Tôi sao, thương sao, hả? Muốn tự tử hả? Mày ngon mày đi chết đi. Còn con nhỏ đó nè hả? Tao không đời nào mà cho nó bước chân vô nhà này đâu. Mày đi đâu đó? Đi đâu? Tôi đi nhảy sông tự tử cho má vừa lông. Trời đất ơi, cái thằng này nó thằng ngu này. Trời, nó ngu dễ sợ luôn đó. Thằng ngu này, mày đứng lại cho tao. Ông bé, muốn tôi đi đâu? Ông chỉ mới là chuyện tôi coi. Muốn tôi đi tự tử. Bà chị cho nó cưới ông mày. Đơn thôi nên tự tử, mai mốt là hối hận đó nha. Trời ơi, có gì ông bóng đó. Hai à, con nghỉ ngơi đi con. Sáng giờ con cứ hì hục làm hoài à, con không thấy mệt hả con? Con thanh niên trai tráng mà nội. Mà ghế sụp sịch rồi, con ngồi có bị gì thì không sao. Chứ nội ngồi lỡ bị gì thì sao? Nội cứ để anh hai làm đi nội. Ảnh mà không làm biết đâu, ảnh sẽ còn mệt hơn nữa đó. Tụi con thì sao cũng được hết. Còn nội, nội lớn tuổi rồi. Nội phải giữ gìn sức khỏe nghe nội. Nội gần đất xa trời, sống nay chết mai, lo gì? Con không lo cho nội, thì lo cho ai? Phải chi á, thằng cha của bay nó biết lo như bay, thì cái nhà này đỡ biết bao nhiêu không? Mỗi lần nghĩ tới cha, con đều mong cha đổi tánh để nội được vui. Nhưng mà... Ông ơi! Con tôi xong rồi, chợ đâu rồi? Cái thằng này nhắc cái là nó tới liền à. Cái gì? Bà mới nói gì vậy? Ở nhà không lên tiếng hả mày? Mày cái? Nè! Mày nghe tao dặn nè. Mấy bữa nữa, bà Tư bỏ qua đây để bàn chuyện đám cưới của mày. Mày đã hứa với tao, rồi phải nhớ giữ lại cái chứ. Hả?
Sao mà mày cứ làm cái trò này hoài vậy hả bà? Bà câm cái mỏ bà đi. Cái nhà này nuôi nó, bây giờ là cái lúc để cho nó phải báo hiếu với cái nhà này. Biết chưa? Mày nội, con mày mày không thương. Không sao đâu nội, con chịu mà. Đó. Mày nha thằng quý. Ê thằng chó đẻ, thằng chó đẻ, mày dằn mặt ai mày? Ê, cái bà đó đây, mày mà chịu ơn đó thì bà sẽ xóa nợ cho cái nhà này, chưa kể là cái tiền nạp tài. lời quá rồi còn gì nữa. Nè, sẵn nói luôn cho mày, sau này qua bên bển á, mày cũng phải có cái bổn phận với cái nhà này. Không có được mà bo giữ tiền xài một mình mày biết chưa? Hả? Cái mỏ mày đâu mày không trả lời hả? Mày muốn cái gì? Dạ, con biết rồi cha. Cảnh cáo rồi chưa? Mấy bà cháu của bà mà còn chống đối tôi một lần nữa là tôi quậy bánh cái nhà này luôn đó. Biết chưa? Mày, bộ con tính nghe lời nói thiệt hả Út Mây? Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ không cãi cha nữa đâu. Nội đừng có lo nghĩ gì hết nghe nội. Nội thấy nội còn nợ con nhiều lắm, phải chi con đừng có sống trong cái nhà này. Biết đâu cuộc đời của con sẽ sung sướng hơn. Nội, nội nói gì mà kỳ vậy nội? Con là con cháu trong nhà, không sống ở trong nhà mình thì con biết sống ở đâu hả nội? Nội xin lỗi con, phải chi hồi đó nội trả con về lại cho má con thì cuộc sống của con bây giờ đâu có khổ như vậy. Nước nè con, nước nè Hai Bình. Hai Bình, con có chuyện gì mà buồn hoài vậy hả? Bộ thất tình hả? Con bực bội trong người thôi. Chắc là thằng cha bá lại chửi hai đứa bay nữa phải không? Ông chửi bới, chịu ngồi nghe chút cũng đâu có sao. Nhưng mà con thấy tức không chịu nổi. Ông cứ một hai bá Út Mây lấy thằng quý con của bà Từ nữa hả? Vậy mà tao tưởng sao cái vụ đó là con mẹ Từ cạch mặt gia đình bay luôn rồi chứ. Thì tại thằng quý đó, nó đòi nhảy sông tự tử, bà mới chiều nó. Dì coi, thằng quý như vậy làm sao mà lo được chút mày. Dì, dì có cách nào cản cha con gì? Tao thề với mày luôn á, tao mà cản được chả, tao chổng khu lên đi bằng đầu. Đối với cha mày á, tao bó tay bó giò ha. Mà thôi đi, có chống đối cũng đâu giải quyết gì được đâu con. Mất công gia đình thêm xào xáo, mà nội bay á càng khổ tâm thêm nữa. Mà tao thấy cái tính thằng Quý nó khờ, nhưng mà nó thương con Út Mây mà. Nếu mà con Út Mây chịu nó thì mai mốt con Út Mây nắm đầu nó, rồi sau này được một cái lên nắm quyền luôn, rồi gia đình bay được hưởng. Con không cần, con không có muốn Út Mây làm dâu bên cái nhà đó. Con Út Mây mà chịu thằng Quý á là gia đình bay có lợi mà, sao không chịu? Ngu vậy. Thôi gì đừng nói nữa, con nhức đầu quá. Em muốn gì? Dạ cà phê anh. Cà phê hả? Dạ. Cà phê đá nha. Dạ. Lấy hai phê đá bà chủ. Rồi, có liền. Hai chú đợi một chút, có liền. Sao? Em suy nghĩ sao? Em thấy lo quá anh ơi. Lo cái gì mà lo? Không có sao đâu. Ông trời cho mình hai trái thận, không? Mình bán một trái đâu có chết chóc gì đâu mà em sợ, đúng không? Mình bán một trái thận kiếm 100+ triệu về lo cho gia đình, khỏe re hả? Nghe lời anh đi nha, cứ như vậy theo anh sẽ lo nha. Bán thận được nhiều tiền vậy sao? Cứ nhìn lại cô đi, nhìn xem bộ dạng của cô bây giờ
có thể tạo cảm hứng cho người khác được hay không? Nhìn lại bản thân mình đi trước khi xúc phạm người khác. Nếu công bằng mà nói thì Út May còn tốt hơn cô gấp nhiều lần. Im đi, im hết đi. Dám so sánh tôi với con bị cái nữa hả? Cười đẹp, làm gì mà tối hôm nay quậy quọ dữ vậy hả? Sao, bị cái thằng đại gia của em làm tổn thương trái tim yếu đuối rồi hả? Mày im đi, tao đã bực đó. Anh đã nói với cưng rồi, trên đời này á chỉ có một mình anh là yêu thương em thật lòng thôi. Ai biểu em ngu quá làm chi? Em bỏ anh, em chạy theo nó, tưởng gì bây giờ em cũng bị nó chán thôi. Đi ra khỏi nhà tao, nhanh lên, nhanh lên. Gì vậy cưng? Sao cưng khí phách vậy hả? Cưng đã bị đá nên mới cần anh tới đây để giải thoát, vậy mà cưng còn chảnh chẽ nữa hả? Anh cứ tưởng cưng là sẽ quỵ lụy khóc lóc xin anh tha thứ chứ. Hôm nay tao ra nông nỗi này cũng là tại mày, chính mày phá đám tao, bây giờ còn đứng đây nói nữa hả? Mày nhìn đi, mày nhìn kỹ vô cái bản mặt của mày đi, rồi mày đổ thừa tao hả? Mày thấy chưa, mày có thấy cái nhan sắc của mày nó đã xuống cấp cỡ nào chưa? Thằng già đó nó tham vàng bỏ ngại, mày nghĩ cái bản mặt nhào nát của mày mà đủ sức làm cho nó mê mệt sao? Tỉnh lại đi cưng. Biến khỏi nhà tao, từ nay về sau tao cấm mày bước tới căn nhà này. Tao biết dạo này mày cũng khô máu rồi, nhưng mà tao nghe đầu hồi chiều mày mới vừa lãnh tiền thù lao của xô bài cáo, cho nên tao mới qua đây. Anh cho em hỏi, anh đi mua thận hả? Ừ. Mày dân ở đâu vậy? Dạ em ở cái xóm này nè. Muốn bán thận hả? Hồi nãy em nghe anh nói bán thận được nhiều tiền, cho nên em tò mò qua hỏi. Bộ kẹt tiền hay sao? Dạ em cần tiền trả nợ. Mà anh ơi, bán thận có khó không anh? Làm sao mình bán được? Trời ơi, bán thận dễ ợt hả? Nếu mà được á, khuya ngày mốt mày theo anh lên Sài Gòn, ở trển xét nghiệm xong là anh đưa đi bán luôn. Nhưng mà mình bán xong rồi thì mình có sao không anh? Trời ơi, yên tâm đi, thấy không, mình có hai trái thận, bán một cái không có chết đâu mà em lo. Biết bao nhiêu người bán, thấy không, người ta bán xong là người ta có tiền trả nợ, người ta sắm xe, người ta sửa nhà, khỏe re à. Nè, 100 mấy chục triệu nữa.
Dù gì á thì nhà mình cũng sắp làm xuôi với bên nhà bà Từ. Còn qua đó ăn nói với người ta cho lễ độ tử tế nghe con. Dạ con biết rồi nội. Nhưng mà con chỉ sợ dì Từ không muốn nhận bánh của nội làm thôi. Thì con cứ đem qua đi. Tại nội muốn có chút bánh trái thơm thảo với bà, để sau này bà không có đối xử tệ với con. Dạ. Đi đi con. Con đi nghe nội. Em nhớ em vậy hả? Dì Từ có nhà không? Tôi đem ít bánh kẹp qua cho dì Từ nè. Bà ấy trọng á, kệ bà đi. Em vừa trọng á, ngủ với anh đi. Anh ngủ một mình á, buồn quá à. Quý nói gì nghe kỳ quá à. Đi vô trọng ngủ với anh đi. Quý mà như vậy nữa, tôi đi về bây giờ đó. Út My đừng có về, ở đây chơi với anh đi. Anh có mấy con chim dễ thương lắm á. Anh mua để mày mốt á, treo lên đầu giường, nó hót cho hai đứa mình dễ ngủ lắm á. Trời đất, anh định treo tụi nó lên đầu giường á hả? Nó hót hay lắm luôn á. Thiệt là tội nghiệp mấy con chim này mà. Quý thả tụi nó đi. Thả hả? Sao lại thả? Con chim là phải sống tự do. Quý nhốt nó trong lòng như vậy chắc là nó buồn lắm á. Vậy Út My có buồn không? Thôi tùy Quý đi, tôi chỉ tội nghiệp mấy con chim thôi. Thả gì hả? Thả cho Út My vui ha. Thả chim Út My vui phải không? Thả chim Út My vui. Ê. Thả chim nè. Vui. Từ nãy giờ á, tôi nói xa nói gần mà bà cũng không hiểu nữa hả? Tôi đâu có tiền đâu mà cho bà mượn. Bà đó, chỗ chị em có cần phải nói hoạch tẹt ra vậy không? Thôi dẹp đi. Mấy bữa nay á, tôi lo tiền đám cưới cho ông Quý muốn khùng rồi. Có dư đâu mà cho bà mượn. Ê, mà tôi nghe nói đợt này á, bà xóa nợ cho nhà Út May phải không? Ai nói? Xí, bà tưởng tôi ngu vậy hả? Tôi á chỉ nói như vậy thôi, để cho thằng cha bá chịu gả Út May cho thằng Quý thôi. Ủa, vậy là thiệt ra bà không có tha nợ cho bên nhà nó hả? Tôi tính toán hết rồi. Ngoài miệng á, tôi nói tôi tha. Tôi còn cho con Út vòng vàng để nó đeo trong đám cưới, rồi nạp tài cho thằng cha bá. Nhưng mà không có dễ ăn của tôi đâu ha. Để tôi coi, cưới xong á, thằng Quý á có được cắt dòng hết bệnh như bà thầy phán không? Tôi nói thiệt cho bà nghe nha, nếu mà thằng Quý hết bệnh á hả, thì tôi sẽ kiếm cớ đuổi nó đi. Tôi không có ưa cái thứ đó, không có muốn qua lại nhiều. Còn nếu thằng Quý mà không hết bệnh á, tôi dựa cớ hả, tôi đuổi thẳng, khỏi suy nghĩ chi cho mệt. Trời đất ơi, sao bà ác dữ vậy bà nội? Ác gì? Tôi nói thiệt nha, tại thằng Quý nó ngu thôi, chứ con nhỏ đó đó hả, còn lâu mới bước chân vô nhà tôi được. Trời ơi, cái thứ mà nghèo á. Dì Từ, thì ra dì đã tính trước như vậy. Trời đất, mày vô nhà tao hồi nào vậy mày? Bộ mày muốn ăn trộm hả? Mẹ, tôi mở cửa cho Út May vào chơi tôi á.
Út Mây ơi, anh thả chim rồi nè, mình chơi tiếp đi. Buông tôi ra đi. Cho dù gia đình con có mắc nợ gì, nhưng dì cũng không được quyền coi rẻ con như vậy. Là chuyện hạnh phúc cả đời của con, mà dì muốn làm gì thì làm sao hả dì? Mày, bây giờ con sẽ không bao giờ lấy con trai của dì đâu. Còn tiền gia đình con nợ gì, con sẽ tìm cách để sớm trả lại cho dì. Út Mây, Út Mây, Út Mây, Út Mây ơi. Bà thiệt quá đáng à. Mà bắt đền đi, Út Mây giận rồi kìa. Trời ơi, cái gì nữa đây? Đền đi, Út Mây giận rồi kìa.